Một ngày mưa nặng hạt tại khu vực thủ đô Washington DC. Bất chấp thời tiết bất lợi, rất nhiều người đã tụ tập về đây để chuẩn bị cho cuộc diễn hành cuối tuần trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Như thường lệ, nhóm xe Harley Davidson của những cử tri gốc Việt lại có mặt để cùng tham gia. Ai cũng muốn cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới sẽ kết thúc tốt đẹp, xứng đáng với những gì mà người dân Mỹ kỳ vọng cho nhiệm kỳ 4 năm tới đây. Chúng tôi muốn thấy là một nền kinh tế của nước Mỹ lớn mạnh và chúng tôi không sợ những chống phá của Cộng sản bên Trung Quốc. Và chúng tôi muốn một nước Mỹ là luôn luôn quan trọng hiến pháp, tự đề cao hiến pháp. Nước Mỹ trong vòng 4 năm tới thì được thịnh vượng, thì cho gia đình... gia đình thì có thêm có nhiều income, rồi không có những cái mà bạo động để cho mọi người làm ăn. Trong các cuộc bầu cử tổng thống mỗi 4 năm một lần, luôn có những cuộc diễn hành lớn ủng hộ các ứng cử viên trên khắp nước Mỹ. Có những cuộc diễn hành thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt thường tích cực tham gia vào những chương trình này để thể hiện sự ủng hộ và chính kiến của mình. Năm nay, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thực tế đang cực kỳ thu hút sự quan tâm của các cử tri người Mỹ nói chung và cộng đồng gốc Việt nói riêng, vì có thể kết quả bầu cử sẽ định rõ hình ảnh nước Mỹ trong những năm tới đây. Cái vấn đề mà hưởng ứng để mà vận động, để mà chọn ứng cử viên, để mà làm tốt cho đất nước Mỹ. Thành ra chúng tôi đi cố gắng đi trong mặc dầu trời mưa này, cũng anh em cũng tích cực để đi. Bình yên cho cuộc đời sống cho các thế hệ con cháu của chúng ta và tương lai của nước Mỹ phải đi lên, không thể nào đi lùi lại được. Trong những tuần gần đây, những cuộc diễn hành ở khu vực thủ đô Washington DC đều gặp phải những cơn mưa cuối thu nặng hạt. Nhưng với niềm tự hào nước Mỹ và những mong muốn về một nước Mỹ luôn tự do, hùng cường, các sinh hoạt cổ động và những cuộc diễn hành của cử tri vẫn liên tục diễn ra sôi nổi, không kém các cuộc vận động của các ứng cử viên, với sự tham gia của rất đông người dân sinh sống trong khu vực. Một lượng lớn cử tri cũng đi bỏ phiếu sớm để bảo vệ quyền lợi và thực hành trách nhiệm công dân, trong niềm tin lựa chọn người xứng đáng, dẫn dắt nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung trong 4 năm tới đây.